Em gấp ăn đi. Em ăn nhiều nhiều đi. Ăn đi mấy đứa. Alo. Dạ em nghe sếp. À, cái chuyện đi công tác hả sếp? Sếp cho em thời gian suy nghĩ được không? Dạ em cảm ơn sếp. Dạ em chào sếp. Anh. Ừ? Sếp gọi chuyện đi công tác hả? Ừ đúng rồi. Chuyện đi công tác Đà Nẵng. Thôi ăn đi em. Giao kèo rồi nha. Ăn sao là bị gửi chén nha. Lau nhà luôn nữa. Ai giao cái luật đó? Thì bà giao chứ ai. Ăn đi. Không ăn từng nhét nguyên cái tô cơm này vô họng đó. Ăn nhanh đi. Bây giờ ba Tùng của ngươi không có ở nhà. Mà ăn hết đi. Rồi còn đi lau nhà, quét nhà, rửa chén. Cuối cùng là đi lựa đầu nữa. Bây giờ chị em ta sẽ cùng nhau đi shopping nè. Đi xem phim. Đi tắm thắng nữa. Biết chưa? Ăn nhanh đi. Ăn mau đi. Ăn nhanh đi. Ăn mau đi. Đào Đào. Đào Đào. Đào Đào. Ba làm gì ba kêu con bự vậy? Ăn thì tập trung ăn đi, sao không cứ thả cái hồn mà đi đâu vậy? Dột ăn cho ba coi nè. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Thôi thôi thôi, thôi ăn cái tích thôi, ăn vậy mắc nghẹn rồi sao? Thôi giờ sẵn đây nè. Có tất cả mọi người trong gia đình, giờ ba nói luôn là sắp tới ba sẽ đi công tác, cái chuyến này là đi dài ngày. Cho nên là mấy người ở nhà là phải nghe lời của chị Vi. Không được cãi lời chị Vi, nhất là con đó, bỏ cái tính bướng đi. Anh cứ yên tâm đi làm đi. Mọi chuyện ở nhà cứ để cho em lo. Con lên trước đây. Ê ê ê ê, hôm nay có ba nha, tới ngày trực. Ê, hai cái đứa này thiệt, trong nhà ồn ào dễ sợ. Hình như con bé Đào Đào nó không muốn anh đi, mà nó không dám nói thẳng đó. Anh cũng biết mà, nhưng mà giờ công việc, không lẽ giờ anh từ chối? Ừ, đâu có được. Chuyến đi này rất quan trọng. Đó là tương lai của anh và cũng là tương lai của em. Cảm ơn em nhiều nha. Ba. Uống nước đi ba. Ủa? Trời đất ơi, giờ này sao con chưa ngủ nữa? Ba nhất định phải đi công tác hả ba? Không đi được ba. Sao được? Ba đi làm mới kiếm tiền về lo cho gia đình. Nếu như mà ba quyết định đi á, thì cái ngày mà ba đi cũng sẽ là ngày con đi luôn. Là sao? Con đi đâu? Con đi chết. Con nói gì kỳ cục vậy? Đi chết là sao? Ba biết cô Tắm không? Cô Tắm? Cô Tắm ở đâu? Cô Tắm trong chuyện cô Tích đó. Trời ơi, trong chuyện cô Tích, nói chuyện gì cô Tích? Tưởng nói cô Tắm trong xóm này, trong xóm này đâu ai tên Tắm. Thì cô Tắm bị dì ghẻ với lại con Cám hại chết. Con cũng khác gì cô Tắm hết á. Nếu như mà giờ ba đi với hả, thì chị Vi với Việt Thi cũng hại con cũng như là cô Tắm bị dì ghẻ với Cám hại vậy á. Trời đất ơi, sao tự nhiên suy nghĩ cái gì đâu vậy con? Người trong nhà không mà ai nỡ hại con. Ba không thấy hả? Hồi nãy có ba, mà hai người đó còn đi con đủ thứ nữa. Rồi ba đi, con biết làm sao? Vậy vậy con muốn làm sao? Con muốn ba đừng đi đâu hết á. Đừng bỏ con ở nhà mình với hai người đó. Sao được, ba nhận lệnh đi công tác là ba phải đi. Không, nói tóm lại á, ba đi là con cũng sẽ đi luôn. Con đi muộn cho ba coi. Đào Đào. Đào Đào. Tôi đi trên có non mọc ơn đôi bờ đường đê. Tôi che nghiêng nón lá chân rụt thề qua nhịp cầu tre. Dài dài. Ê con nhỏ kìa. Dài. Cười nhỏ nhỏ nè coi. Gái đâu lứa. Mất nít. Đào Đào. Sao cứ ăn hiếp Việt Thi hoài vậy? Ủa chú. Ba. Ủa anh, sao nay làm về sớm vậy anh? Anh ơi, anh bị sếp đuổi việc rồi.
Là sao anh? Là sao chú? Là sao ba? Chuyện là như vậy nè, cháu, em, con. Đào Đào nó không muốn cho anh đi ra ngoài Đà Nẵng công tác. Nó nói nếu mà anh bỏ đi á, là nó bỏ nhà đi bụi luôn. Sau một đêm anh nằm suy nghĩ, cho nên anh quyết định vô nói chuyện với sếp anh. Anh với sếp anh cãi giả với nhau một trận rất là lớn. Không đủ việc anh rồi. Không sao đâu ba, mất chuyện này, mình kiếm việc khác. Thì này là nhà mình ăn mừng cái gì đi ba? Cái gì vậy em? Ba em bị đuổi việc chứ đâu phải thăng chức đâu. Đúng rồi đó, ba bị mất việc, có nghĩa là kinh tế trong nhà sẽ bị giảm sút rất là nhiều. Bây giờ trong thời gian qua đi tìm việc khác á, tất cả mọi thứ trong nhà mình phải điều tiết lại hết, tiết kiệm tối đa, không được quyền phung phí nữa. Ăn uống cũng vậy, bình thường một ngày á, một bữa ăn mình ăn 4 món, bây giờ mình ăn còn 2 món thôi. Chiều nay mình ăn rau, món chính của mình là rau với cà tím, không được chấm nước mắm, lấy muối pha chấm, ăn muối hết. Khi nào có việc làm ăn thịt cá sao? Giặt giũ trong nhà, bỏ máy giặt đi, mình giặt bằng tay. Đặc biệt là cái chuyện tắm rửa, tắm đứng trong cái thao tắm, lấy cái nước đó giặt đồ, tiết kiệm nước tối đa. Cái chuyện ngủ nghỉ cũng vậy, không được quyền mở máy lạnh, đứa này quạt cho đứa kia ngủ, đứa kia ngủ xong dậy quạt cho đứa nọ ngủ. Đặc biệt là kem đánh răng, một ngày đánh cử thôi, con chịu không? Con chịu hết, chỉ cần ba ở nhà thôi thì một tháng dù không tắm, dù không đánh răng hay dù không như thế nào con cũng chịu. Nghe thấy hồi đó, vừa tháng rồi không đánh răng miệng hôn chết rồi đi nói chuyện với ai? Đeo khẩu trang vô. À không được, mình phải tiết kiệm luôn tiền mua khẩu trang. Tất cả trong nhà im lặng hết, ra giấu không đi. Sao, mọi người có đồng ý hay không? Con đồng ý. Mà bây giờ như vậy, việc thi con có trách nhiệm theo sát từng thành viên trong gia đình này để thực hiện đúng cái bộ luật mà chú đề ra. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Đó, tất cả những gì tôi đưa ra giờ tôi hỏi lại một lần cuối cùng nha, trong nhà này có ai đồng ý hay không? Dạ đồng ý. Cho dù ba có bán cái nhà này, xây lên cái nhà lá, con cũng ở với ba luôn. Trời, nói gì nghe có hôn quá vậy. Trời ơi, giờ này con có tivi là sao? Ta đang coi tivi ngon lành, làm gì vậy? Đang trong quá trình ngàn cân treo sợi tóc, hiểu không? Bây giờ tự nhiên 20 phút đầu quảng cáo mà coi làm gì? Vậy lát mở lại tôi á. Thôi, tôi nghĩ lại rồi, 40 phút nữa đi rồi coi. Lâu vậy? Trời ơi, cái trend bây giờ á là bà phải coi cái phần kết. Bà coi cái phần kết xong rồi bà đoán cái phần giữa, vậy mới là người coi thông minh. Mày hiểu không? Mày hiểu không? Mày hiểu không? Mày hiểu không? Có gì đó luôn hả? Trời ơi, tất nhiên rồi, bà không có biết gì hết trơn trời á. Mà thôi, để ngày mai coi đi. Dạo này á là nói chung là buổi tối mà nó phát á, là buổi sáng nó phát lên laptop, nó phát lên mạng rồi. Mà để buổi sáng mà coi luôn không? Ê, coi luôn nguyên tập. Đừng có quá đáng nha. Trời ơi, tôi có quá đáng gì đâu. Bây giờ là trong quá trình như vậy, bà đừng có sống dương giả nữa được không? Trời ơi. Tôi chịu, anh Tuấn. Alo. Hả? À, đúng rồi, đúng rồi, tôi đây. Cắt giùm tôi đi. Cắt hết giùm tôi luôn nha. Rồi, tôi cảm ơn. Cắt cái gì vậy bà? Cắt internet. Gì? Ba cắt internet xong sống được? Cái mắt gì không internet mà còn sống được? Ba không thấy lúc nào không cầm điện thoại mà không có internet sao không xài? Thì bỏ cái điện thoại đi. Thứ mốt là tôi là một tháng tôi chỉ cho xài 25.000 tiền điện thoại để nghe gọi thôi. Bỏ cái vụ 3G, 4G luôn đi. Không chịu, có internet xong sống. Hồi trước lúc mà con nói với ba là ba đi công tác là con sống không được, con giải đanh 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 đanh. Bây giờ ba ở nhà, ba ở nhà con nói bây giờ không có internet con sống được làm sao bây giờ? Cuối cùng là con muốn ba sống sao? Ủa Vi, em đi đâu vậy? Em đi qua nhà hàng xóm xin nước giặt đồ ké nè. Nhà cúp nước rồi. Gì? Ba cúp nước rồi hả? Cúp là không đúng, phải dùng từ cắt mới đúng. Cúp là còn có thể mở lại, cắt là cắt vĩnh viễn luôn. Mệt báo à. Ê nhỏ kìa, đâu rồi? Thì đi mua dầu lửa. Làm gì? Để cúp điện tới giờ nè. Nè, con vô lấy chai nước suối đi. Mua dầu lửa mà con lấy cái bình bự như vậy tiền đâu mà mua. Mua chai nước suối thôi, mua chừng nửa chai là về thắp cái đèn dầu được rồi. Dạ, con biết rồi. Sao ba cúp tùm lum vậy ba? Dầu lửa là xài thời gian thôi. Sắp tới là mình phải ra ngoài rượu, mình bắt đơm đớm như mình xài đó. Gì mà nói thiệt quá hả? Thiệt sống thiệt. Rồi thôi đi đi. À dạ. Kinh tế gia đình giờ rất là eo hẹp con ơi. Ba, hay là ba xin sếp ba cho ba đi làm lại được không? Con giỡn hả?
sếp ba là người lớn, người ta yêu cầu qua đi công tác, ba từ chối, ba gây gỗ với người ta. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ tự nhiên ba quay lại ba xin người ta làm. Chứ bây giờ ba cắt điện, cắt nước, cắt tùm lum tùm la hết, làm sao nhà mình sống được? Con nói với ba là nếu ba đi công tác là con bỏ nhà con đi. Con ở nhà con quậy, con không hợp tác với lại chị Vi, không hợp tác với lại bé Thi. Thì giờ ba phải làm sao? Ba phải ở nhà. Ba ở nhà với con vui quá trời rồi. Được này mất kia chứ giờ muốn làm sao giờ? Chứ ba làm vậy con sống không có được. Bắt gì sống không được. Ba đi xin sếp ba cho ba đi làm lại đi. Nhưng mà nếu ba đi làm mà con ở nhà con hứa với ba làm sao? Thì con sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị Vi, không trốn đi bụi nữa. Ủa lúc trước con ghét chị Vi với lại bé Thi lắm mà sao giờ con thay đổi rồi? Lúc trước con cũng ghét chị Vi với Việt Thi, mà giờ thấy hai người đó cũng không quá đáng lắm. Bây giờ ba nói vậy nè, ngày mai ba sẽ xin sếp của ba để xem coi sếp ba có đồng ý cho ba đi làm hay không. Mà ba nói con nghe nè, bây giờ ba có đi công tác xa cỡ nào, ba đi làm kiếm tiền ở bất cứ nơi đâu, thì cái tiền đó ba cũng lo cho cuộc sống của con, lo cho cuộc sống gia đình của mình. Con hiểu chưa? Vấn đề là ở con. Nếu như con mở lòng ra, con sống với mọi người, thì mọi người cũng sẽ mở lòng ra sống lại với con. Sống chung trong một nhà phải vui vẻ, cái gì cũng phải chia sẻ hết, tất cả hay làm cho gia đình mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Hiểu chưa? Dạ. Rồi, quyết định ngày mai ba sẽ lên xin sếp ba làm lại. Dạ. Không cắt điện, không cắt nước, không cắt internet nữa. Là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha.